ông. Nếu có cái này dù là đỉnh Everest chúng ta cũng có thể leo lên thiệt dễ dàng. Cái cách bác ấy cười đúng là xấu xa thiệt. Hơn nữa mấy thứ bác ấy phát minh ra toàn đụng chạm tới pháp luật không à. Sau đây để tiếp nối chương trình quảng cáo, chúng ta sẽ đến với phần đưa tin mới nhất về hội nghị thượng đỉnh Tokyo. Xin chào quý vị khán giả, đây là Edge of Ocean, khu nghỉ dưỡng trên đảo nhân tạo của Tokyo, và hội trường hội nghị quốc tế này sẽ là nơi diễn ra hội nghị năm nay. Theo dự kiến, Edge of Ocean sẽ mở cửa vào tháng sau với dáng vẻ của một đô thị trên biển. Nó được thiết kế để có thể đưa một lượng nước lớn vào cùng với những cơ sở vật chất rất đa dạng và phong phú. Còn tháp casino được xây dựng dựa trên hình vỏ ốc này không chỉ đóng vai trò là một ngọn hải đăng trong việc bảo vệ an ninh biển, mà còn có thể quan sát toàn cảnh của Edge of Ocean. Bên cạnh tòa tháp casino chính là khu trung tâm mua sắm. Ở ngay giữa trung tâm là thác nước lớn và khu vực treo trên không, thiết kế làm cho khách tham quan có thể cảm nhận được sự thanh tịnh. Mở quá đè. Nội thất bên trong hội trường hội nghị quốc tế chính là phong cảnh đẹp mắt của sân vườn Nhật Bản. Tại tầng 1 là nhà hàng hiện đại với thiết kế sang trọng. Giờ quý vị hãy nhìn cái này xem. Bao quanh nền đất phía bên ngoài là hai tầng đường ray trơn, một trên một dưới. Nó mang lại cho thành phố bầu không khí của sự thông minh, khi có sự dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Xin hãy nhìn ở đây. Kia là hai cây cầu để Edge of Ocean kết nối với thành phố. Toàn bộ vấn đề an ninh của hội nghị thượng đỉnh năm nay sẽ do sở cảnh sát Tokyo chịu trách nhiệm. Theo tin báo, 22.000 nhân viên cảnh sát sẽ được điều động và phân bố canh gác ở khu vực nội đô. Tiếp theo, chúng tôi sẽ cho tin về thiết bị thăm dò không người lái Hakusho. Shiriki. Có một lần đi công viên giải trí với cô bạn thời thơ ấu Ranmori, tôi nhìn thấy hai gã áo đen khả nghi, và vì chúng có vẻ mờ ảo nên tôi đã đi theo bọn chúng. Do mãi mê theo dõi cuộc giao dịch bí mật của chúng, tôi đã không để ý vẫn còn một tên đồng bọn đang tiếp cận mình từ phía sau. Tôi bị chúng ép cho uống một loại thuốc độc, và khi tỉnh lại thì thân thể tôi đã bị teo nhỏ lại. Nếu như để bọn chúng biết Kudo Shiniki vẫn còn sống, thì cuộc sống của tôi sẽ bị đe dọa, và những người thân của tôi cũng sẽ bị liên lụy. Theo ý kiến của tiến sĩ Agata, tôi đã quyết định che giấu thân phận của mình. Khi Ran hỏi tên tôi đã trả lời, tên tôi là Edogawa Kuran. Sau đó, để tìm kiếm tung tích bọn áo đen, tôi đã tới nhà Ran ở, bởi vì ba của cô ấy là một thám tử. Mấy đứa nhóc này là Genta, Michihiko, Ayumi. Chúng là bạn cùng lớp tiểu học với tôi. Còn đây là Haibada Ai, tên thật là Miyano Shiho. Cô ấy từng là một thành viên trong tổ nghiên cứu của tổ chức áo đen. Nhưng vì muốn thoát ly khỏi tổ chức, nên đã bị uống viên thuốc độc giống tôi, và cơ thể cũng bị teo nhỏ lại. Trong tổ chức được bao bọc bởi nhiều bí mật đó, có một thành viên bí danh Bourbon Amuro Toru. Thân phận thực sự của anh ta là chỉ huy cảnh sát an ninh thuộc cơ quan tối mật của Cục An ninh Tổng cục Cảnh sát Quốc gia, viên cảnh sát với bậc danh Zero. Để che giấu thân phận của mình, anh
ông ta đã trở thành đệ tử học viện của Thác Quyển Mori, đồng thời là nhân viên phục vụ bán thời gian ở quán cà phê Poirot. Tuy cơ thể teo nhỏ, nhưng trí óc vẫn không thay đổi. Không có bí ẩn nào là không thể giải quyết. Sự thật luôn luôn chỉ có một.